Ngày 22 tháng 10. Hãy là một người bạn thực sự. Tình bạn đích thực thì trường tồn, bởi vì tình yêu đích thực thì vĩnh cửu. Một tình bạn mà trong đó trái tim nói với trái tim là một món quà từ Thiên Chúa, và không có món quà nào đến từ Thiên Chúa lại tạm thời hoặc thi thoảng. Tất cả những gì đến từ Thiên Chúa thuộc về sự sống đời đời của Ngài. Tình yêu giữa con người khi được Thiên Chúa ban sẽ mạnh hơn cái chết. Theo nghĩa này, tình bạn đích thực tiếp tục vượt ra ngoài ranh giới của cái chết. Nếu bạn đã yêu sâu sắc thì tình yêu đó có thể phát triển mạnh mẽ hơn sau cái chết của người bạn yêu. Đây là thông điệp cốt lõi của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu chết, tình bạn của các môn đệ dành cho Ngài không giảm bớt, ngược lại, nó phát triển. Đây là tất cả ý nghĩa của việc gửi thần khí tới. Thần khí của Chúa Giêsu làm cho tình bạn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Ngài trở nên vĩnh cửu, mạnh mẽ hơn và mật thiết hơn trước khi Ngài chết. Đó là những gì Phao-lô đã trải qua khi Ngài nói: "Không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi." Bạn phải tin tưởng rằng mọi tình bạn đích thực không có kết thúc, rằng mầu nhiệm các thánh thông công tồn tại nơi tất cả những ai sống và chết đã thực sự yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Bạn biết từ kinh nghiệm điều này hiện thực như thế nào? Những người bạn đã yêu thương sâu sắc và những người đã chết đều sống trong bạn, không chỉ như là những ký ức, nhưng như là sự hiện diện thực sự. Hãy dám yêu và trở thành một người bạn thực sự. Tình yêu bạn trao ban và nhận lãnh là một thực tại sẽ dẫn bạn tới gần Chúa hơn, cũng như tới gần những người Chúa đã trao cho bạn để bạn yêu thương. Thank you.